Hello teacher. Trời ơi, úi giời. Gì Ngồi vậy? thẳng lên thế nào? Đây em đang ngồi thẳng người về. Thế con để cái máy tính ra giữa thế nào? Trời. Học bài chưa? Học bài chưa? Bài gì rồi? Ôn lại bài chưa? Ôi cái đề đấy này. Thế còn gì nữa? Ôi làm gì được ôn lại đâu. Cô làm gì? Cô chỉ cho làm một lần đấy chứ. Nào làm tiếp nào. Câu 14 nào. 14 ạ. Cái gì nữa? Rằng là qua 14 rồi. Lại làm qua 14 rồi. Nào, đọc làm nhanh Thế nào. Nhanh nhanh nhanh. chọn là A, Ừ. B, B, Cái nào? B thầy, Đọc lên. B thầy, tu Tại sao chậm chung cầu? dầu, vì quan trời này là Tại sao ừ? Tại sao nhỉ? Tại sao chọn là to go? Sao là to go? Chọn được phải giải thích được. Vì quan thì là gì chu Chúng ta có cấu trúc want cộng do chu verb. Want cộng do verb muốn cảm muốn cái gì đó. Now, 15. là ơi Cái gì đấy? hay thì hiện tại riêng Nói cái nào? thứ a Chắc chưa? cô nào phân vân giữa câu đề với cả câu b. Thầy tắt tiếng rồi thầy ơi. Thầy tắt mic. Nào, tại sao lại chọn là A? À, vì chất từ của hi là đà. Khi nào? Vậy hi là số. Thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn mà sử dụng das nhỉ? Thế là B. Ừ. Thì hiện tại tiếp Là diễn sử dụng cái gì? Cấu trúc như nào? Cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn là gì? tức là khi chủ ngữ cộng chu vi
chủ ngữ cộng to be cộng verb in. Thế vậy ở đây chúng ta sử dụng to be nào? Là y. Tiếp 16, 16. Nào, chọn cái nào đây? A rồi. Tại sao lại chọn A? Vì vi là số lớn nhờ thì đi mà to be là A thì cộng thêm verb in nữa. Nhớ chưa? Thì gì đây nhỉ? Thì ta tiếp diễn. Rồi câu 17 nào. Chọn từ nào nó phù hợp ở đây được. 17 này là trước. Cái nào được? B. Chọn động từ nào đây? Là động từ do. Do đúng không? Nghĩa là gì? Là làm. Động từ make nghĩa là gì? Make. Là tự tin. Make nghĩa là gì? Là tự tin. Sao lại tự tin? Động từ cơ mà, có phải danh từ đâu. Play là gì? Play là chơi. Ride. Ride là cơm. Ride. Ride là cơm. Động từ ride. Right. Động từ ride. Ride a bike là gì? Đạp. Thế make. Make. Là nghịch. Tạo ra. Vậy thế chọn cái nào? Chọn B. Make. Tạo ra sữa. Nào. Bài đọc này. Ta đi không làm kia nữa thầy. Nào, nhìn thấy cái gì đây chưa hả? We are visiting a farm, a milk farm to see how they make milk, cheese and butter. Thấy chưa? Nào, câu số 18. 18 là
Ờ, tính từ nào be đây? be Tính từ nào đọc lên? easy Easy nghĩa là gì? là dễ dàng. Wonderful. Wonderful. Wonderful nghĩa là gì? Wonderful nghĩa là gì nhỉ? Tin tưởng. Wonderful. Wonderful. Tuyệt đẹp vời, tuyệt đẹp. Exciting. Đây tên là hào phóng. Sao lại hào phóng? Exciting. Exciting. Cái gì nhỉ? Tự tin. Nó lại tự tin. Exciting. Là gì đấy? Exciting. Những cái từ trên này còn ghi nghĩa vào chưa? Exciting. Thú vị. Thú vị. Boring. 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 Nào, boring. Morning. Boring. Trung thành. Không đúng. Boring, nhàm chán. Chán. Vậy đây chọn cái nào? Này. B. Vẫn chọn easy. C. Có nhìn xem vế đằng sau người ta nói gì? Boring. Tại sao chọn boring? Vì boring nhàm chán. Tại vì sao? Vì về sau người ta nói là không xem hết được bộ phim. Lần sau đọc kỹ nha.
Nhắc bao nhiêu lần rồi đấy? Tiếp. Tiếp nào. Bây giờ chọn từ loại nào đây? Khi nào đây? Chọn cái nào đây? Chọn là C. Tại sao lại chọn C? Chọn A. Thì nào đây? Đây thì tại đường. Đây là dạng bị động. Chọn B, aged. Tiếp câu cuối cùng nào. Chọn C. Chọn C. Tại sao là C? Tại sao nhỉ? Tại sao chọn là C? Về tại sao đây? Nào, con đã ghi nghĩa của những cái từ này vào chưa? Những từ con không biết con ghi nghĩa vào chưa? Thì dịch ra là họ đi đến một địa điểm trong thành phố. Địa điểm đâu? Apartment là gì? Học rồi. Một khu phố. Apartment là cái gì? Là đô thị. Là cái gì apartment? Apartment. Ở chợ. Sao lại chợ? Apartment là cái gì nhỉ? Học rồi. Học từ mới rồi. Apartment học rồi. Thị xã. Sao lại thị xã? Từ mới rồi. Apartment nghĩa là gì? Hả? Apartment. Apartment là gì nhỉ?
Tôi mới ghi rồi ạ. Nào nhanh, ngồi thẳng lên. Từ mới ghi rồi. Học thuộc từ mới rồi. Là biệt thự. Biệt thự ở đâu ta? Đó. Con học về từ mới thì mà giờ con không nhớ nữa. Là khu chung cư. Căn hộ chung cư. Căn hộ chung Đây chúng ta chọn to và gì? in, bởi vì chúng ta có move to, di chuyển đến đâu. In ở chỗ nào? Now, read the following paragraph and choose the correct word. Một Chọn giới từ nào đây? Reposition or place nào đây? on On nghĩa là gì? là trên. I live in a house on à? Next Next là gì? là bên cạnh. Near. Gun. Nè. Tiếp. Đây. Cái gì? Đi vệ sinh đi. Nhanh. Now, tiếp, number two. There is a small yard. In front. Tại sao chọn in front? In front of thành một từ. Tiếp, these are torches behind my house. Cái gì? Behind. Tại sao lại là behind? Về cái nhiều cái cây đằng sau nhà à, em ngược lại đằng sau nhà có nhiều cái cây, Con nhìn đằng là đặt sau câu nhà số có 3 cái cơ mà. cây. Câu số 3 cơ mà. Vâng. Ừ. Nhưng The mà torches, these are mountains. Nghĩa là gì? ở đằng sau nhà tôi có nhiều cây. Câu số 3 cơ mà. Chứ chọn là B2. Thế nghĩa nó là gì? Nghĩa Cái câu đấy. là đằng
Đằng sau có cái cây. Cả cái câu 3 cơ mà thầy đang nói cả cái câu 3 nhá. Là ở đằng sau có cái cây ở The tall đằng... cheese. The tall cheese. There thôi are chị. mountains. The tall cheese nghĩa là gì? Tôi chi là có cái cây Tall là gì? có tất cả Sao lại tất cả tall cơ mà? thu là tất cả Sao lại tất cả? Các bạn nó không phải là tất cả rồi. The tall cheese. Tính từ tall học rồi. Tall cheese là gì? trong cuộc chi Cây cao. cao There mountains là gì? mountain là ổ chuột cộng Hả? chuột cộng. These are mountains. Mountains là gì? Hả? Mountain. Ngồi thẳng lên. Mountain là gì? Mountain là núi. Núi. Chuột cống ở đâu ra? Mountains, núi, ghi từ mới vào chưa? Mấy cái từ bên trên con ghi vào chưa? Mấy cái từ bên trên này đã ghi vào chưa? Chưa. Wonderful nghĩa là gì? Thầy ấy lại chứ nó thần như thế. Rồi. Thế nhưng từ wonderful, easy, exciting và boring con ghi chưa? Chưa. Wonderful nghĩa là gì? À, vui vẻ Tuyệt vời. vời. Lại còn không ghi vào còn cắn bút nữa. Exciting. À, exciting. Thú vị. Boring. Boring là nhàm chán. Nào bây giờ tiếp tục làm bài bên dưới này. Câu số 4 nào.
thì write. Tại sao chọn write? Vì như thế là bên phải của nhà tôi là cái gì? À, wow. Wow. Cầu thang, thang máy. Hay là cái giếng. Tiếp. Câu cuối cùng this gì? They are. Tại sao they are? Vì flower của S tên là số nhiều. Tiếp B nào. B. A. 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 Vì nó là dịch là kỳ nghỉ, thì hoa có một kỳ nghỉ trong mùa hè. Is going là làm gì nhỉ? Ui. Đang đi. Nghỉ vào first, mùa hè. She going to visit. Chọn cái nào? To visit. Tại sao chọn to visit? Vậy going là đi ở lớp to. Chúng ta có be going to. Dạy rồi. She is going to visit Hạ Long Bay, Hồ Chí Minh. Mausoleum. Và em. Và Hà Nội. An Hà Nội, An Sơn Tàu. An Sơn Tàu. From. Chọn cái nào? Đi. Tại sao lại là for? Thì là cô ấy đi Hạ Long Bay, Hồ Chí Minh, Hội An là đúng 5 ngày. For là chỉ tổng thời gian. Hồ Chí Minh Mausoleum biết là gì không? Nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh. Sao lại thành phố Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh Mausoleum. Sân bay Hồ Chí Minh. Bến xe Hồ Chí Minh. Đi bến xe làm gì? Chuyến tàu. Bến tàu. Làm. Vũng Tàu Hồ Chí Minh. Đi vào Lăng Bác ấy. Gật cái gì không ghi từ mới vào. Mouse. Mausoleum. Mouse. Mausoleum. Leum. Mausoleum. Mausoleum. Rồi rồi. Hội An Anson là gì? Hội An Anson Tàu. An lễ hội. Sao lại lễ tiểu. Hội? Làm gì có từ nào lễ hội ở đây? À, cái gì nhỉ? Có lần đi Hội An có tổ chức cái gì? Cũng có chữ như này, đúng không? Là cái gì?
Tiệc Hội An à? Tiệc phố. Phố cổ Hội An. Phố cổ. Ancient Town, phố cổ. Ancient Town. Phố cổ. Ancient Town nha. Ancient Town. Yep. She is going to stay. Stay. Visit. Anh nhầm. Stay with. Tại sao lại là stay with? Vì tháng trước có to. Chỉ thời gian. Stay with. Ở với ai? Tiếp câu số 6. Câu 6 là because. Tại sao lại because được? Đúng là because mà. Ai bảo con chọn because ở đây? Con làm con chọn để con đúng nha. Sai. Lại trai. Thầy à. Thầy bảo bảo trai. Sai. Thầy sai vừa lại em tí rồi. Tí. Con cho thầy biết nữa. Thấy thầy chuyển hot cho con đi xem nào. Con chắc chắn là con làm sai rồi, thì nhìn là thầy biết rồi. Thầy sai. Thầy sai rồi. Thì lại mắt nhìn gà hoa cuốc thôi. Nhanh nhanh. Đây, nó còn đang khởi động. Ơ là em phải đăng nhập nữa. Được à? Ừ. Không lấy được. Đấy con chọn sẽ. Ơ bây giờ làm sao mới được. Số điện thoại anh. Nhập mật khẩu vào. Số điện thoại không, mật khẩu không đúng. What? Nhập mật khẩu đúng vào. À. Ăn sai. Thế là lão nhỉ. Đây là cho chị nhìn. Con nhìn kỹ lại xem từ đấy là từ gì. Đấy là từ because cái màn hình này. Con đọc kỹ lại xem câu đấy nó chọn đáp án nào nhé. Đây này. Đáp án C, because. Con nhìn xem nó có giống không? Con nhìn xem đằng sau không? Con nhìn vế đằng sau của nó xem nó có giống ở đấy không? Có thầy. Rất là giống. Rất là giống. Rất là giống. Không bao giờ người ta chọn because rất là bởi giống vì như, ở đây được cả. Bài dưới cũng thế, rất là giống nhá. Thầy finally. Ở đây chúng ta có first. Chúng ta có first là chỉ đầu tiên. Thầy, con không nghe thấy thầy đâu. Tự nhiên cái mic của tự nhiên nó ghi lên cái gì thế này. Hello. Được chưa? Ừ.
Con biết cái gì? Nghe thấy chưa? Con nói lại nào. Nghe thấy chưa? Thôi được rồi mẹ. Nào nhanh lên, hết giờ. Đâu rồi nhỉ? Mẹ cái con ghê. Okay. Đấy, thầy trở lại hết đi mà. Con chiếu lại cho. Thầy chuyển chưa? Lại không đúng, đùa. Hết thầy đấy lại đùa chứ. Nghe thầy giải thích đây này. Ở đầu tiên người ta ghi là first, là đầu tiên theo thứ tự, thì người ta phải ghi là finally, cuối cùng. Không ai viết because ở đây được cả. Because đây là bởi vì. Bởi vì cô ấy đi Huế 2 ngày à? Ừ. Lý do gì? Người ta hỏi lý do gì không? Mà ở đầu tiên người ta đã ghi là first. Ở đây rồi, đầu tiên rồi. Vâng. Mà con làm nó lại bảo đúng. Đấy là con nhìn nhầm. Đúng rồi. Thầy nhầm. Cãi cố đi nhỉ. Không được. Thấy đi. Con đã ngồi để học được chưa? Rồi thầy ơi, khi con đang ngồi đây rồi. Thầy đang ngồi giải thích cho thầy. Con ở đấy nhá. Thầy chả nói gì đấy. Bật cam lên. Thầy không bật được ấy. Nó gửi dấu chấm hỏi. Dấu chấm than ấy. Thế con có ngồi có để im được máy từ nãy giờ không hả? Hay cứ mở cái nọ mở cái kia? Ờ, mở nọ mở kia đi đâu. Nói lại một lượt cuối cùng. Người ta đã đưa từ first vào đầu. Nghĩa là đầu tiên. Cô ấy đi Vịnh Hạ Long, đi Lăng Bác Hồ và đi phố cổ Hội An trong vòng 5 ngày. Cô ấy ở với lại chú của mình ở Hà Nội. Thì cuối cùng chứ không thể nào chọn bởi vì được. Người ta có hỏi why ở đấy đâu. Mà chọn because được. Con mắt con nhìn gà hoặc cuốc ấy. Khi
khi nào? And ở đây cũng không được, then không được, because không được, vì nó đã có cái từ first chỉ thứ tự đây này, có đầu tiên thì phải có cuối cùng. Thế thế thì thầy cứ lấy đi, tí nữa học xong con gửi vào Zalo cho thầy. Tiếp câu số 7. Số 7 là C. C. C nghĩa là gì? Hồ. C cơ mà. C đâu? Chọn đáp án nào. C là chỗ si rồi. Nghĩa là gì? Si đâu đúng nghĩa là gì? Chùa. Hả? Si đâu đúng? Cây cầu. Trở lại cây cầu. Thành lũy. Thế đây chọn cái nào? Chọn B. C. Hả? Chọn cái nào? C. Cuối cùng An Thiên Mụ. Được không nào? Nghĩa là gì? Nghĩa là chùa Thiên Môn. Nào cùng xem kết quả nhé. Người luôn rồi. Đấy, thầy bấm vào đấy. Đấy, lên trên đó đi. Nữa, thầy cứ lên trên đó đi. Thấy á, con bảo rồi. Con bảo cái gì? Ở đây người ta phải chọn là finally, người ta không chọn because được. Nhưng mà con chọn cái khác, người ta lại bảo đúng, mà thầy chọn đấy, người ta lại bảo sai. Đấy là thầy lỗi, sai. Hiểu chưa? Thầy làm sai, thầy lỗi. Ê... Con nhìn thấy, có nhìn thấy first ở đây không? Thầy không. Bảo rồi. Con nhìn biết cái này nó là live worksheet, nó là chấm tự động không? Có cần thầy check chỗ khác cho xem sai. Không? Đây là thầy sai rồi. Có cần thầy check chỗ khác cho xem không? Mệt lắm. Thế nhưng xem mà nó là finally lại... hay là nó because? Câu này lần trước con không... Câu này lần trước lần đấy con không chắc chắn. Lần đầu tiên thì con cũng chọn cái đấy. Chọn D xong đấy là sai. Xong làm lại. Lần thứ hai chọn cái đấy là đúng. Ở đây đáp án đúng phải là finally. Nhưng mà nó mới được. Thế là thầy sai rồi. Because không thể nào hợp lý ở đây được cả. Không hợp lý mà là quá hợp lý. Chọn là finally. Thầy check từ chỗ khác không nào? Off được cái này. Bật cam lên. Nó không lấy được cả.
Mới thì công tác làm gì? Con cũng muốn làm gì rồi. Ở đây không chọn được because cũng chẳng phải finally. Đúng không biết chọn gì? Đây chúng ta chọn then. Đạt đâu? Đạt. Chết, từ đây là tất cả nói thầy chẳng nghe thấy gì. Đạt nhầm tất đi. Cái bếp này hơi ảo ma rồi đấy. Thầy ấy. Người ta chọn là then hoặc finally. Canada. Thế nhìn... mà quan trọng đi con là đúng. Nhìn thấy đây chưa? Đấy, sao gì về family đâu? Then hoặc finally, một trong hai cái này. Thế nhưng mà thầy lại sai rồi. Chọn finally ở đây cũng được, hiểu chưa? Được, được thôi chứ. Mà vẫn sai. Thầy chịu. Thầy chịu, không biết nói thế nào cho con hiểu nữa. Nghĩ thế thôi, mệt. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy chuyển nó cho con đi rồi thầy bao ra. Nếu làm gì? Thầy mời đi. Nghĩ. Goodbye. Bảo con vào bảo là thế này. Goodbye.